Một số doanh nghiệp thủy sản ở miền Tây chuyên xuất khẩu cá da trơn đã tiết lộ về việc dùng hóa chất để ngâm cá, mực sau khi đánh bắt. Tất cả các loại hóa chất này hầu hết được nhập về từ Thái Lan và Trung Quốc với giá chỉ hơn 30.000 đồng 1 kg. Chỉ với 1 kg hóa chất, người ta có thể ngâm được khoảng 100 kg thủy sản. Người bán sẽ thu được lượng cá mực tăng thêm 1/2 so với trọng lượng ban đầu. Theo thông tin từ các cơ quan chức năng cho biết, loại hóa chất dùng để tăng trọng lượng thủy sản này chính là một dạng muối bột và thường sử dụng nhất là sodium chipolyphosphate. Mặc dù nó không gây hại đến sức khỏe con người khi ăn phải, thế nhưng việc sử dụng loại hóa chất này có thể coi là một hành vi gian lận thương mại để thu lợi bất chính từ trọng lượng tăng thêm.